Hello anh em và chào mừng em đã quay trở lại với channel của mình. Mình thấy gì đây và chúng ta sẽ tiếp tục với cái series đó chính là Monster Legend. Và nếu anh em nào thích cái video này, đừng quên là bỏ lại một like, chia sẻ video giúp mình, comment ý kiến xuống phía dưới video và đăng ký kênh mình nhé. Nhấn rung chuông để nhận thông báo mới nhất từ kênh của mình. Chúng ta sẽ bắt đầu thôi. Ở đây thì chúng ta sẽ kiếm thêm được đó chính là một cái hòm nữa. Ở trong này thì nó sẽ chứa cái gì đây? Chúng ta sẽ mở ra nha. Và ok, chúng ta sẽ vẫn sẽ mở được cái cánh cửa dẫn tới những cái hang động bí mật có chứa game. Oh yeah. Đến bao giờ cái ui giời, đen đủi vừa mới mở cái thứ hai cái nó đã vào trúng đá rồi anh em ạ. Mắc đen luôn. Chúng ta sẽ có sự kiện mới ở đây nha anh em. Cái gì đây? Nó đang hướng dẫn mình cái gì đây? Chúng ta xem. Daily mission à? Ok, chúng ta được thêm một game này. Và mình sẽ chat với những bạn bè, với những anh em trong này. Ok, hello anh em. Oh, từ. Đấy, vào đây thì có rất là nhiều người muốn gia nhập team anh em ạ. Đấy, đủ luôn. Cho còn 4 người nữa. Và mình sẽ cho, như vậy là sẽ là đủ cả một team rồi anh em ơi. Sắp đủ rồi này. 29 này. Và có bạn nào nghe quen nhỉ? Phan Thành NC này anh em. Rồi, mình sẽ cho bạn này vào nha. Rồi, đủ luôn. 30 người trong một team thôi anh em. Hello anh em. Sao có 25 nhỉ? Hiện tại là sao trong này có 25 ta? Mình ghi rõ ràng là 30 mà đúng không? Rồi, bây giờ đủ 30 rồi anh em. Có online không nhỉ? Rồi, chúng ta sẽ làm nhiệm vụ đi. Một cái sự kiện mới đã diễn ra ở đây. Sự kiện này diễn ra trong vòng khoảng là còn 3 ngày, 33 phút nữa thì nó sẽ kết thúc anh em ạ. Và chúng ta sẽ làm từng nhiệm vụ một và đi qua cái đường này để kiếm được những con monster trong này. Ở đây thì đầu tiên sẽ làm cái hòm. Nó sẽ random cho tất cả phía. Sự kiện này chỉ có mảnh thôi nha, chỉ có mảnh của con Equation Fulham, một con ở trong cái gọi là cái bộ tộc chuyên đi săn quỷ đây, một cái tổ chức chuyên đi săn quỷ đây. Mình sẽ cần bao nhiêu cell nhở? 1, 2, 3, cái này là 35 đúng không? Cái này là đủ cell, chỉ cần khoảng 80 mới dùng cell trắng là được anh em ạ. Cái này là dùng để nâng cấp lên cho nó nhiều sao lên đấy, có vẻ như vậy. Ở đây thì cố gắng đánh lên chỗ này là được rồi. Không cần phải quá nhiều. Chúng ta sẽ vào đây để chiến đấu ở trong phần fighting trước. Đó, đây là một cái lâu đài hoặc là một cái tòa tháp nằm giữa khu dân cư đây anh em. Team này thì giết nó nhanh thôi, cực kỳ nhanh đây anh em ạ. Mình không cần con đấy theo nhỉ? Không cần con rơi của mình theo. Mình sẽ sử dụng cái chiêu nào đây? Chiêu này nha. Chiêu lan. Chiêu bóng tối lan. Ok, Soul Iris thì chắc chắn không giết được nó rồi, chắc chắn luôn. Mình sẽ sử dụng cái chiêu này, Soul Offering. Nó sẽ cho chúng ta đến 200% đam. Và tuyệt kỹ anh em. Có xịt hay không? Không xịt, rất tốt luôn. Ok, chúng ta sẽ đợi trong vòng là 2 tiếng nữa thì nó mới tiếp tục làm thêm nhiệm vụ này được. Rồi, mình sẽ ra kia làm nhiệm vụ này anh em. Chúng ta sẽ cần phải hatching trứng anh em ơi. Đó, có rất là nhiều. Đổi cell không em? Mình muốn đang đổi cell anh em ạ. Mình đang muốn đổi cái cell này. Mình muốn đổi cell của con copycat. Không biết là anh em nào có con copycat không, có thể đổi cho mình. Rồi mình sẽ đi lấy cái này để được điểm đã. Một chút đã. Không biết đã đủ chưa. Không biết là lấy được bao nhiêu cái vàng này đây. Chúng ta chờ xem. Nhiều phết nhỉ. Đây thử xem vào trong này đủ chưa. Mình có 7/9 rồi. Thiếu một cái nữa cho thú ăn này. Và hatching thì mình sử dụng con Thunder, con chim sấm sét ấy. Có lẽ con này sẽ được luôn một cái. Ok, không được à? Bó tay. Con này cũng là thời gian khá lâu mà. Được rồi, được một cái này anh em. Tốt rồi. Và chúng ta sẽ lấy cho thú ăn luôn. Mình chỉ cho cái con này ăn luôn nhá. Đây, cho này ăn luôn anh em ơi. Cho nó ăn để nó được một cái điểm đó. Xem nào. Được điểm chưa nhỉ? Đâu rồi? Không thấy xuất hiện. Hiện tại là không thể xuất hiện ở đây cả. Ok, học được cái gì đây? Không biết được gì. Chúng ta sẽ vào quay trở lại nào, xem đủ điểm chưa. Vẫn chưa được à? Cho thú ăn mà, tại sao không được nhỉ? Mình đợi từ hôm qua đến giờ mà không được á? Bó tay. Đây rồi, một đùi gà đã xong nhá. Chúng ta được một đùi gà rồi anh em. Chúng ta sẽ cố gắng lấy thêm một cái cục vàng nữa. Có lẽ là chỉ được 4 cái đúng không? Hôm qua mình được có 3. Lý do có lẽ là mình cần phải skip nhiệm vụ đúng không? Rồi, đây là có hai con Thunder.
Bên này thì chúng ta sẽ có mấy con này chắc không được rồi. Chắc là ta sẽ ấn vào trong cái này, dùng game để có thể skip vào được. Cái này mất 2 game đúng không? Fighting chiến đấu luôn. Để nó vượt qua cái này để mình chiến đấu để làm xong nhiệm vụ tiếp theo. Mình sẽ bỏ con này đi và mình sẽ sử dụng con bóng tối của chúng ta. Legendary hệ bóng tối. Hệ bóng tối nó bị kéo thuận xuống dưới cơ. Đấy, ok. Team này thì rất là khỏe, rất là mạnh. Tốc độ rất là tốt, Gloomy Doom là chắc chắn đầu tiên này. Dồn đam một phát là chết luôn rồi. À, chưa chết à? Châu nhê, được của nó đấy. Con này cũng khỏe cơ, không hề yếu một chút nào cả. Soul Iris lên này. May mà nó còn chém chết bọn kia được. Một cái xong. 9, Coin Gold xong. 3 game cũng xong luôn. Đó. Bây giờ sẽ là Breeding Quốc hội, vừa mới dùng cái Breeding xong. Cho được một cái hòm anh em ạ. À, mở cái hòm này luôn. Để xem là trong cái hòm có chứa gì nha. Nhiều trứng thế. Lắm trứng vậy. Cái hòm đấy đâu nhỉ? Steep Zero Runner Chest. Hòm nào đấy? Hòm này hòm từ 4 đến 10 Runner Chest á. Ở Battleground này. Hòm gì? Nhiều hòm quá. Ủa, toàn Runner xịn anh em ạ. Wow. Battleground là đánh kiểu là 2B solo với nhau ấy. VIP. Có hòm cái hòm VIP này. Ồ, 60 cell của Hiromi Tenacious cell. Cũng hay. Có đấy mình tuyến được hẳn một hòm VIP làm sao nhỉ. Lâu lắm mình không vào không mở trong này rồi nên mình không biết được. Từ 2 đến 4 này. Runner từ 2 đến 4, runner từ 3 đến 5 này. Đây, cái hòm vừa cái full hem này. Mở luôn. Wow, Anatis. Được hẳn một quả trứng luôn anh em ơi. Yes, ghê đấy. Cưng có vẻ kinh đấy. Nào, thì nhiệm vụ tiếp theo chúng ta sẽ là Fighting PBB. Lấy gold cho thú ăn và breeding manter. Đầu tiên sẽ lấy gold trước. Dĩ nhiên tên có những nhiệm vụ này chơi mới vui đấy anh em. Rồi chúng ta sẽ lấy full gold. Toàn bộ gold có thể có trong này. Lấy cả thức ăn luôn nha. Lấy luôn và ngay. Trong này lấy tất đi. Gold này. Đâu nhỉ? Đây và đây. Từ nhá anh em, đợi mình chút. Chúng ta có rất nhiều thứ cần phải làm trong này. Đầu tiên là chiến đấu này. Các kiểu, nói chung các kiểu làm. Nào, lấy trong này luôn. Lấy full gold và full thức ăn. Có thể lấy hết luôn. Đủ, hình như là một lần sẽ lấy được khoảng 4 hay 5 cái thì phải. Mình cứ lấy hết đi, xong rồi tỉa vào lúc nào rảnh thì có thể vào lấy thêm, thế thôi. Nhiệm vụ này cố gắng là để đạt được con full hem nha anh em. Kiểu gì cũng phải được, tầm khoảng 3-4 ngày nữa sẽ kết thúc này. Chúng ta cố gắng lấy. Lấy hình như là đã sấy xong rồi. Nhưng tất cả đã xong rồi anh em ơi. Chúng ta sẽ lấy hết vàng. Đã xong. Bây giờ ấn vào đây. Ấn tiếp tục. Thức ăn. Và lấy một cái hòm free. Vẫn nên nhớ là lấy một cái hòm free đã. Skip. Đó. Violet Shell. Ok. Bây giờ tiếp tục là vào trong này để cho thú ăn. Dĩ nhiên chúng ta có rất nhiều là Thunder. Một con chim mình lắm, cả một đống luôn. 3, 4. Cứ cho lên level 10 đi cũng được. Thức ăn thì mình không thiếu, mình có rất nhiều thức ăn luôn. Level 10, level 8 này. Ui, level 9 như 4 cục thức ăn à? Phải không ta? Vừa thấy xong. Có lẽ như vậy. Rồi, chúng ta sẽ còn con nào nữa không? Mới được 4, mấy cục thức ăn rồi? Được 4 rồi. 4 có lẽ là cái này 5 gold này. Thú ăn là 4 này. Breeding Manter hơi bị lâu. Yeah, có lẽ phải Breeding Manter con hai con Thunder với nhau thì may ra thì mới được. Có lẽ như vậy. Bên này thì Breeding hai con hệ lửa với nhau thôi. Không biết còn không? Hai con hệ lửa đơn như không còn. À, Paraken lại giống với Paraken được mà. Phía dưới này. Không biết có được không đây? Thử xem. Start breeding. 14 giây nữa sẽ là xong. Cái gì đây? Community World. Nó là cái gì ta? Electron Chest. Cái này là phải mua bằng tiền này. Relic là cái đồ đạc để trang bị. Runner Slot sẽ giảm đến 50%. 222.
có một cuốn sách mới à, Time Books là cái gì đấy, từ từ mình xem lại cái đấy xem. Magic World Master, First World Master, World Tale, không có gì nhiều. Cái này thì mình xem lại cái cuốn sách ấy, đây đây, C-book. Ở đây thì chúng ta sẽ được cái gì? Cái này hoàn thành rồi mà, đúng không? Monster này, hoàn thành nhận phần thưởng thôi. Ok, thử một phát xem. Premium Pass, mình sẽ bán mỗi một con đi, không cần thiết nữa. Con Rockila này bán luôn này. Đó, được luôn một cái này, không cần phải không phải sinh sản con Thunder làm gì cả cho lâu anh em ạ. Rồi, bây giờ sẽ là phải fighting PvP, PvP multiplayer, có đúng nhỉ? Có lẽ phải fighting mấy trận như thế này. Ok, mình bị đánh anh em ạ. Được, mình không để tin thủ, mình vì không muốn tăng cái số cúp này lên ấy, tại vì sau làm nhiệm vụ gặp những team nó rất là khỏe, rất là khó chơi. Điều khiển tâm trí cho đánh lẫn nhau nhỉ? Hay thôi, giết nó luôn, kill luôn đi, mất thời gian, chết luôn đi. Có một con nó thoát rồi kìa anh em, thoát đi đâu? Khả năng vừa chém vừa điều khiển tâm trí thì đúng là có mà thoát lên bằng mắt, thoát lên thân trời cũng chẳng chạy đâu được. Đó, một cái thanh kiếm anh em ạ. Ba trận là sẽ được ba thanh kiếm, chắc là như vậy, có lẽ sẽ là như vậy. Xem nào, game không được, chúng ta sẽ được một cái runner strength, ấn x đi. Rồi, đánh thêm một vài trận nữa anh em, bị đánh bị cho tấn công cho sưng mặt rồi. Đây này, rất nhiều team tấn công mình, toàn level 60 thôi. Sợ kinh nhỉ bọn này, cả gan tấn công chúng ta, ghê thật đấy. Gloomy Doom lên, hét vào mặt nó, đúng rồi. Hit, một hit, ai chà 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 chà. Soul Iris không cần phải tăng đam vẫn giết được mà. Ơ, có vẻ tốt nhờ, né tránh tốt ghê ra. Điều khiển tâm trí ôn, chạy đâu, nó không thể chạy đâu được ấy. Có thể được một thanh kiếm nữa không? Oh yes, được hai thanh kiếm, đây là hai thanh kiếm nha anh em, rất tuyệt vời, hay quá. Rồi ok, fighting, chiến đấu luôn, loading, fighting anh em, ok, chiến đấu luôn. Ôi bọn này khá là khỏe đấy, không phải dễ đâu, không phải dễ chơi đâu. Dồn đam giết luôn bọn nó hay là điều khiển tâm trí nhỉ? Điều khiển tâm trí là chơi cái bài đánh lâu dài, nó kháng 20% hiệu ứng, nó kháng stun khá là ghê, nó kháng possessor. Không được rồi, giết ngay còn kịp. Man, khó chơi thật, cũng chết chết thôi, chạy đi đâu được. Ấy da, có vẻ được đấy, có vẻ là khá ổn đấy. Trời, nốt bài này anh em, thích đánh. Ôi con body war nó đỡ kìa, stun on à, xịt. Ấy chà chà, ghê đấy nhờ, cũng khá ghê, chảy máu này anh em. Vào đây, áo thấy bách mày à, tí nó stun on cả team, khá là khó chịu nhờ. Rồi thêm thanh kiếm nữa, cho có đủ 3 thanh kiếm rồi. Cái này khá nhanh, nếu mà tập trung chơi là hoàn toàn là có thể kiếm được rất là nhiều sao, và có thể là nâng cấp sao cho nó. Từ nâng cấp sao thì nó sẽ lên được thêm khoảng 5 level mỗi một cái sao, cũng khá hay, level cao càng tốt đúng không? Ok, mình hết trận rồi, 3 trận trong ngoài rồi anh em. No, cái này đều gọi là đánh giá thôi, đánh giá nó xem tốt hay hơn hay như thế nào thôi. Download có gì nữa không nhờ? Sự kiện Premium Pass, cái này cho thú ăn này, để kiếm khoảng 10.5m, kiếm khoảng 20 game, rất là tốn kém luôn. Cho các bạn kiếm từ trong cái lâu đài này rồi này, lâu đài đẹp chưa, nhìn khá đẹp đấy nhờ. Sau nó bị một cái viền xung quanh này, đó ba cái này, breeding làm khá nhanh thôi, thêm một cái hòm nữa. Trong ngày thường sẽ có một con, sẽ có được luôn 2 điểm không nhá, chúng ta chờ xem, đoán xem. Không được. Nó phải hồi rồi, chắc chắn nó phải hồi rồi anh em. Ultra Breeding Tree, mình sẽ vào trong cái này trước, đánh ở trong cái phần này trước đã, xong rồi chuyển qua cái phần kia sau. Ok. Trong này thì nó cũng không phải nói là quá khó đâu, theo mình nghĩ là vậy. Phía dưới này cũng khá là dễ này, không nói hơi yếu lắm, team nó thật sự rất là yếu luôn. Đánh cứ đánh đi thôi, đánh đủ 5 trận là xong. Được mà. Win. Ok. Team này thì rất là khỏe. Rồi mình có thể là sử dụng một cái team, một cái sức mạnh khác.
kháng Possessor đó, dựa con voi. Chắc chắn sẽ có con voi này rồi, từ từ. Ờ, không dùng dùng voi à? Không dùng voi được anh em ạ. Bọn này thì nó... Đồ, ok. Thì con này. Thì con này cũng rất là ngon. Mình khá thích con này. Rồi, con này bên này thì... Thanh niên này dũng khỏe, sấm sét, Voltail, Voltail đánh ngon. Đánh liên hoàn. Ok, chiến đấu luôn. Thật ra team này nó yếu mà, nó không khỏe lắm. Soul Offering, Soul Iris cực kỳ nhanh, siêu nhanh. Nó mất thời gian. Trận 2 nào anh em. Mấy team này rất là yếu thôi. Ở level 50 cũng khá là ghê. Chúng ta có chiêu lan thì càng tốt. Đánh lan càng nhanh càng tốt mà. Nó đấy có ấy. Sợ không có toàn điều khiển tâm trí với cái gì đấy. E-stack. Ok, chúng ta có người máy này, có robot, có Gundam. Gundam của Nhật Bản này. Tấn công luôn. Có chịu đánh lan không? Giữ con nào trước? Con Buratino của nó có vẻ khá là khỏe. Đấm phát chết luôn. Nó chỉ có level 50 thôi mà. Chết. Ui, xịt vãi cả trường. Tên lửa. Tên lửa hành trình. Tự động nhắm mục tiêu và bắn. Hai trận. À, tất cả 5 trận đúng không? Ok. Team này không cần quá mạnh đâu anh em ạ. Chỉ cần một con Legendary nó đủ cân team mà. Mechan Mancer. Hai con vớ vẩn được mà. Ok. Counter Flawless. Có khi sợ không đủ team ấy. Không đủ người ấy. MC Blues. Bỏ này đi. Con này bỏ đi. Level 4 được. Mình sợ nó không đủ ấy thôi. Ok. Nó không vấn đề gì cả. Chúng ta sẽ giết bọn này trước là xong mà. Có chiêu lan càng tốt. Enemy. Old Enemy. Cái đích gì đây? Điều khiển tâm trí cho bằng một turn à? Phải trưởng. Old Enemy. Chết luôn. Được. Cái này cũng ổn. Cực kỳ nhanh. Siêu nhanh luôn. Nào. Rồi. Trận thứ 3. À, trận thứ 4 rồi. Ok, bây giờ thì dùng con nào đây? Con này đánh lan này, con này đánh lan này. Càng đánh lan khá tốt này. SC Blood đánh ngon. Con này. Và thêm một con Thunder. Chạy trận thứ mấy nhỉ? Trận thứ 4 à? Hình như trận thứ 4 rồi anh em ạ. Dracula, One Enemy. Mình ghét chiêu One Enemy. Có chiêu Own không? Own Enemy, khả năng điều khiển tâm trí. Ok, và sau một tiếng mình sẽ cũng chết theo này. Bó tay. Ây chê. Giật. Bó tay. Lightning. Ôi xịt hết. What? Cái gì xảy ra vậy? Stun. Cái này poison một turn. Chứ không chiêu nợ đánh lan nhỉ? One enemy. Rồi cái con này trước. Ném trứng. Bó tay. Dracula. Ok. Bắn phát nữa. Chiêu kia bắn xịt chứ. Bó tay. Xịt tất cả mới sợ chứ. Vẫn nó sẽ là 3. Tại vì nó yếu mà. Còn mấy cái nữa. Attack. Mình không biết cái số chỉ số mình đánh ở đâu đây. À, attack 1/5 này. Còn một trận cuối cùng nữa. Rồi. Vẫn dùng legend thôi. Cần gì đấy vì dùng bọn kia làm gì cả cho lâu. FC Blood rất là khỏe nha. Thêm một con Nebuki nữa. Ok. Team này là hoàn hảo để đánh nhau. Con này có lan không nhỉ? Cứ chiêu lan là được. All enemy giết luôn. Đấy. Ồ, còn một con sống nha anh em. Chết. Giết nó. Ui shit. Kinh thật. Mày à. Làm sao có thể trụ được. MC Blood cũng rất là đẹp trai. Ok thì chúng ta sẽ cứ này nhé. Xin chào anh em. Hẹn gặp lại anh em trong tập kế tiếp của tựa game. Đó chính là Monster Legend. Bye bye.